Hình ảnh hiện trường vụ hỏa hoạn khiến một chiếc xế hộp bị thiêu rụi phần đầu sau đó được chia sẻ lên mấy ít khiến cư dân mạng xôn xao. Nguyên nhân do tài xế ô tô bất chấp đỗ xe gần bãi rác đang đốt cháy ngùn ngụt. Theo chia sẻ từ người dân chứng kiến vụ việc thì vị trí xảy ra hỏa hoạn vốn là nơi cư dân trong khu vực tập trung đốt rác. Tuy thấy đống rác to đùng đang cháy nhưng do không tìm được chỗ đỗ xe tốt hơn và không ngờ lửa sẽ lan sang nên chủ xe mới bất chấp đỗ ngay cạnh. Rất may ngay sau đó chủ xe đã kịp thời phát hiện và dập lửa, nếu không hậu quả đã có thể nghiêm trọng hơn rất nhiều. Hỏa hoạn do ngọn lửa bén sang từ đống rác đang cháy nghi ngút khiến phần đầu chiếc xe bị thiêu trụi, trơ khung, chi phí sửa chữa được nhận định là không hề nhỏ. Sự việc hy hữu là lời cảnh báo về ý thức trong việc đề phòng hỏa hoạn. Và nếu bạn chưa biết thì cũng vừa biết rồi đấy, đừng bao giờ đỗ xe cạnh đống lửa vì bất kỳ lý do nào.